We show up in the party. Làm giải quyết cho ngày hôm nay nha các bạn. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Và cảm ơn các bạn nha. The seasons come and go like thoughts of you. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh điện thoại số. Hôm nay mình sẽ làm clip về cây đốt phone, đốt phone 2 chơi game. Nóng máy tắt nguồn tự reset. Thì bên này mình có sửa phương cách dòng máy các bạn. Này là máy cách đưa qua là bị chơi game nóng máy mất nguồn. Giờ mình sẽ mở cái nắp lưng này vô buông máy ra mình kiểm tra nữa các bạn. Thường đó là máy bên cửa hàng để qua là đa số là nó sẽ mở nắp lưng sẵn rồi. Máy này máy riêng nha các bạn, chưa có qua sửa chữa, tem hãng còn luôn. Next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Là hở cặp nên nó xài khi mà nó nóng lên á, chân đi xe nó sẽ không có tiếp nối được á, thì nó sẽ gây ra cái lỗi mà tắt nguồn đột ngột. Chắc thì một rồi còn đó không? Còn đó đúng không? Nhưng mà con đi xe này nó cũng rất là dễ, nó yếu lắm các bạn, làm mà không chuẩn, lửa nhẹ không chuẩn là nó dễ để nó chết luôn đó các bạn, đột tử luôn. Lót tản nhiệt, lót bột tản nhiệt, mình vệ sinh rất sạch ra. Cái phần siêu của sau này nó có miếng tản nhiệt rất là dày các bạn, mình bung ra mình dở ra luôn. Thì nếu mình để đó mình khò, mình nhiệt rất là cao, cứ ảnh hưởng chết thì sẽ ảnh hưởng nó dẫn đến là dê sẽ chết luôn các bạn, nên mình cất lên nó ra luôn, cho nhiệt nó nhẹ lại cho men. Cắt dòng để test thử cái dòng máy của nó để xác định là chính xác là CPU nha các bạn. Thì cái dòng mà để coi cái dòng cắt dòng để coi cái nguồn lên cái này đó, thì kỹ thuật làm qua là có kinh nghiệm ấy. Nhìn nó hiểu được cái dòng đó các bạn. Thường thường mấy cái dòng sau này cắt dòng nó sẽ không lên nguồn trực tiếp đâu. Các bạn nhìn lên đồng hồ, nó lên sẽ xả cả về, dòng này vẫn còn ổn định. Nhưng có điều là khi mà xài nóng lên nó sẽ tự động nó ngắt luôn á, nên bắt buộc mình phải làm tiến hành để gia cố làm lại cái cặp đó các bạn. Nhưng mà cặp này nó lại đổ keo nên mình phải dỡ ra làm gọn lớp keo đó, rồi mình sẽ đổ một lớp gì mới vào đi gia cố lại. Thì mình làm là thường quen rồi nên mình sẽ cắt một cái phần nhỏ cái siêu gốc của cái máy
để chi để nó rộng lên để mình đưa cái đồ đục đi xe vô để mình đục mình khởi mình dỡ xe ra để mình làm chi đóng lại nha các bạn. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't look your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Và dùng cách đó mà người ta bẻ trực tiếp thì nó xảy ra trường hợp là nó gãy, nó đứt cái chân ngặt ở dưới ngay chỗ siêu, lớp siêu các bạn. Mình đã lấy cái siêu xúc cái đoạn siêu mà mình cần để mình đưa cái cây đục cái xe vào, mình đục cái xe lên các bạn. Giờ mình vệ sinh sẵn cái xúc cơ này để khỏi bị dính khi mình đưa cây đục vào. Còn kỹ thuật tụi mình nói cặp này gọi là cặp chồng, tại vì nó tới hai con IC lăn các bạn. Con trên là con RAM, con dưới là con CPU. Thì khi mà nó nhà sản xuất nó bắn đó là con ngu với con RAM nó sẽ chồng lên nhau để thu gọn cái diện tích của cái memo lại các bạn, để hỗ trợ các bộ xử lý nè. Nên khi mà mình được cái cặp này ra, mình phải xác định được con RAM nằm ở lớp nào để mình tách. Ở cái nào là mình tách luôn hai con RAM luôn các bạn, chứ không phải là mình một lần mình cặp ra đâu. Thằng cái lớp chuẩn bị thấy được các bạn, giờ mình bỏ lên đế này gọi là đế cặp men, dùng để cố định cái men lên để khi mình đục nó không chạy trừ, giữ an toàn cho men nữa. Và chắc chắn là men với được kẹp lên cho nó chắc hay các bạn, không có xảy ra trường hợp mà bị lỏng được rớt cái men xuống trong cái thời gian mà mình đang đục cái xe. Nếu có cái men đang nóng đó, khi mà men nó rớt thật là nó bị lỏng đấy nó sẽ ảnh hưởng đến những linh kiện xung quanh, hoặc là khả năng là nó đứt men luôn á. Và nó đang nóng nó căng men nó sẽ dễ nó rớt trường hợp là đứt mạch luôn á. See that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. I just wanna be happy, happy tonight.
goodbye. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video ạ.